Ở nhà nhá, hôm nay mình sẽ luộc gà siêu cay. Đi cay gà lên. 2 cân và cộng 2 cân ớt. Gà siêu cay của con mình ơi. Đây con gà 2 cân. Các bạn ơi, thì các bạn bố mình nè. Bố ơi, 2 cân ớt này ở nhà cho 2 cân ớt đây nhá. Đứng đứng ra đây. Đây món gà siêu cay của bố con mình đây. Cả nhà. Im nào con. Đây, đây gà siêu cay nhá. Đây. Đây món gà siêu cay của bố con mình đây. Nhung ơi, Nhung ra bú ti rồi Nhung ơi. Ra bú ti nhanh lên. Nhanh ra bú ti bò nhanh lên. Ra bảo con bê cho tao bú một bên. Bảo bê cho tao bú bên. Bảo con bê cho tao bú một bên. Bú bên sữa bò nào. Nhanh ra bú. Nó đã cho bên này. Ra đây ơi, giờ ơi. Cái gì? Đấy, sôi rồi, sắp chín rồi. Chín rồi. Đây là món gà siêu cay. Đấy.
nhà thì ăn món này xem cảm giác nào. Đây là gà luộc với ớt nhỉ. Cay lắm cả nhà. Đây là mình cho ớt hay gà vào cùng nhau nhá. Đấy. Này, ai ăn được là ngon. Mời cả nhà ăn, mời nhà ăn món gà siêu cay cùng bố con mình nhá. Gà miếng ớt luộc món siêu cay nhỉ. Con lấy cho em cái đĩa để hứng chạy lấy cái đó, cái to ấy. Thử miếng nhá, thử miếng ngon nhá. Mời cả nhà nhá. Không cay, cay quá cả nhà. Con ăn cay không? Không. Ấy thì cũng đọc con gái bữa ăn cay giỏi nhờ. Luộc bao nhiêu ớt cùng mà không cay. Ăn giỏi thế. Cái gì ạ?
xin mời. Em ăn hết cả bông ớt. Ớt ngọt mà. Một ly. Mời chị. Không cay con làm quả nào? Không. Ngọt ớt mà? Không. Ừ. Nhìn này đi. Nào, ăn gì nữa nào? Em phải chấm này như này. Tôi vẫn trong bụng. Đấy, ớt đấy. Ớt rồi. Không cay. Miếng ớt ngon. Thế như thôi, miếng gì? Nào. Cái tải. Nè, thì ăn ngọt lắm. Ngọt nịt nhá, nhìn nhá. Nào, đứa nào ăn đầu nào? Nhưng ăn đầu. Con ăn đầu không? Không. Ăn đĩa. Chị ăn cánh nhá. Không, cái gì? Ăn cánh không? Không, ăn cánh đâu. Thế ăn cái gì? Chị ăn cánh. À, bố bắp cho cái lườn nhá. Không đâu. Em đi phần này này. Em ăn cánh cánh kiểu con da này. Bố, con da cái này. Dài ơi. Ôi, làm tặng cái này chưa? Bố có thằng bố chân này. Làm ướt cho nó bằng đời. Đó. Ăn này ngon lắm. Ngon ăn nhiều không? Nhanh một lấy tiếp.
Yêu đương gì nào mía? Thế mà gọi gà hơi tê tê chưa đủ cay nhỉ. Hơi tê tê xin bố à? Để chị đi. Nào, xin mời. Xin yêu người. Xin mời. Nó ngon quá. Hả? Chẳng hiểu cái gì cả. Cho ăn phao câu. Nào, nào ăn phao câu đi. Hả?
thịt gà tiếp. Ngon nào ạ? Ngon ăn nhiều không? Con thành con cò. Cho nấu nồi cháo nhé. Ok. Năm nồi cháo ăn tiếp nhá. No, what? Chào cả nhà nhá. Cả nhà xem và đăng ký kênh ủng hộ kênh bố con mình nhá. À, chào cả nhà.